Chúng ta cho xem hình B358 này sẽ được Solving giải quyết như thế nào. Vâng, đó là một hình múa của mà được thực hiện bởi Solving. Xin quý vị thứ lỗi là đây cũng là trận đấu thứ 5 trong ngày thi đấu hôm nay. Và với trận đấu cuối cùng này thì đương nhiên là cái phần sự tập trung cũng như là độ tập trung vào trận đấu nó không còn cao nữa giống như những trận đấu đầu ngày. Nên là phần bình luận của Nguyễn Ân sẽ gặp một chút lỗi. Nếu có thì mong các bạn thứ lỗi cũng như là thấu hiểu. Và rất mong các bạn bỏ qua. Một cú đánh đầu tiên của CBC Guinea ở PBA không có điểm dành cho CBC Guinea. Chúng ta biết rằng là ở đấu trường UB thì các bàn đấu mà Sinner làm quen nhiều nhất đó là bàn đấu Hollywood, bàn đấu Gabriel, bàn đấu Verhoeven của Bỉ. Đó là những bàn đấu mà CBC Guinea đã quá quen thuộc rồi. Nhưng đây là bàn đấu From, có lẽ cũng là bàn đấu mà lần đầu tiên CBC Guinea trải nghiệm. Cú đánh 5 bàn nhưng quả bi của Sôi Bình đã thiếu lượng sau khi chạm vào bàn thứ hai. Cũng giống như trước khi bắt đầu trận đấu thì Nguyễn Ân cũng đưa ra cái nhận định là Sôi Bình sẽ nhỉnh hơn so với CBC Guinea ở trong trận đấu này. Nhưng về tương lai thì Soonmin chưa chắc có thể nhỉnh hơn Sinner được thêm một mùa nữa. Chúng ta chờ xem Sinner sẽ chơi như thế nào. Không có điểm dành cho Sinner khi ông thực hiện một cú lê vào dài. Bây giờ thì PBA có quá nhiều cao thủ rồi thưa các bạn. Nếu như thế giới chia ra làm hai thì UB đang chiếm một nửa các cao thủ trên thế giới và PBA bây giờ đã chiếm được 1/3 rồi. Đó là một thành công của tổ chức PBA trong 4 mùa giải đã qua và đây là mùa giải thứ 5. Giải đấu mà họ đặt slogan là Hello World, xin chào thế giới. Và ở mùa giải năm nay họ cũng đang có một cái ý định rất rõ ràng và đã được chia sẻ với báo giới của Hàn Quốc rằng là họ sẽ tổ chức hai sự kiện PBA tại Việt Nam. Và Nguyễn Ân xin ngoài luồng một tí thì với cái tin đó thì UMB thẳng thừng nói rằng nếu như Việt Nam chấp nhận cho PBA tổ chức hai sự kiện tại Việt Nam thì Việt Nam sẽ mất đi cơ hội tổ chức giải vô địch thế giới của nội dung Carombabang ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024. Và mới đây thôi, vào giữa tháng 5, thời điểm mà diễn ra UMB World Cup Hồ Chí Minh thì giữa UMB và PBA đã có một cuộc hội ngộ với nhau. Tuy nhiên cuộc hội ngộ này chỉ diễn ra trong vài phút và hai bên đã đổ vỡ ở ngay những phút đầu tiên và chưa không có được bất kỳ một cái đàm phán nào có lợi cho cả đôi bên cả và đặc biệt là có lợi cho Nebiyathe Ba Băng Thế Giới. Vâng, lượt cờ đầu tiên của
Điểm số đầu tiên đã có cho CBC Gainer và đây là lượt cơ thứ tư của Son Min. Anh vẫn chưa có được điểm số nào. Và xử lý xòe. Chính xác thưa quý vị. Và chúng ta cùng chờ xem là ở lượt cơ thứ tư này có một sự đột biến về mặt điểm số hay không. Và xử lý thiếu chính xác của Su mình. Lượt thứ tư của CBC Gainer. Xin chào anh Huy Kun cũng như là tất cả quý vị đang xem ở trên nền tảng YouTube và nền tảng Facebook của PBA Việt Nam cũng như là các fan của Vlog Việt Nam. Ở mùa giải năm nay khi Osport có được bản quyền của PBA thì các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của mạng xã hội. Các kênh của PBA Việt Nam đều có ở trên TikTok, Facebook, YouTube và nền tảng livestream GG Live. Ngoài ra thì các trận đấu mà ở bình luận cũng sẽ được tiếp sóng lên kênh Bilat Việt Nam và kênh bình luận viên Nguyễn Ngân để các bạn tiện theo dõi. Một cú A bằng có 2 điểm dành cho CBC Gainer. Daniel Sanchez. Vurad Nasikoglu. Nguyễn Đức Anh Chiến. Đã bị loại ở ngay trận đấu đầu tiên. Với những tân binh thì việc bị loại đó là chuyện cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên riêng trường hợp của cầu thủ Dương Anh Vũ thì chúng ta thấy Dương Anh Vũ không phải là trường hợp đầu tiên. Đó là một trường hợp tương đối đặc biệt, anh tham dự đúng một mùa giải đầu tiên của PBA và sau đó không thi đấu. Mùa 2, mùa 3, mùa 4 và mùa 5 anh đã xuất hiện. Và trận đấu vừa mới kết thúc đây thì Dương Anh Vũ đã giới thiệu một bộ mặt rất mới của anh. Và đã có một chiến thắng 3-1 trước tay cờ Cho Gia Đông với tỷ số là 3-1 với một phong độ có thể nói là cực kỳ thuyết phục. Một cú A thuận vàng bị nhào bì ở bàn thứ hai rồi. Không có điểm dành cho Soo Hyun Min. Và bây giờ chúng ta đến với lượt cơ tiếp theo của CBC Gainer. Đây là một hình bì sườn đối với đẳng cấp của tay cờ Gainer. Vâng, chính xác điểm dành cho CBC Gainer. Các bạn cũng biết rằng là những tay cờ Thổ Nhĩ Kỳ họ rất giỏi trong những tình huống xử lý ngắn dài ngắn. Và bộ đúc số Tuzun cũng đến từ một cầu thủ chuyên nghiệp Tuzun. Và Tuzun cũng đang còn thi đấu chuyên nghiệp ở UMB. Điểm số dành cho Seginer. Liệu có điểm số dành thứ hai dành cho tay cờ người Thổ hay không? Không có điểm dành cho Sigina. Thưa anh Trần Văn Bi cũng như tất cả quý vị trên kênh Vlog Việt Nam hiện tại đang có hai sóng trực tiếp trận đấu giữa Ngô Đình Nại và trận đấu mà chúng ta đang xem đấu của CBC Sigina. Các bạn cũng có thể xem trực tiếp trên kênh các kênh của PBA.
không có điểm dành cho Solomon. Và cơ hội để Semi hướng đến một cú đánh 2 điểm. Và lượng fan của Semi là rất rất nhiều. Nhưng nếu nói rằng là lượng fan của Semi nhiều hơn Ferric Corona là không đúng. Một pha xử lý múa 5 băng không chính xác của Seguinho. Và xin nhắc lại là các trận đấu của cầu thủ Việt Nam đều được trực tiếp ra, và các bạn hãy vui lòng vào trang và các kênh của PBA Việt Nam để tìm kiếm luật trực tiếp đó. Lượt cơ thứ bảy dành cho Sơn Minh rồi, và sau 6 lượt cơ anh chỉ mới có cho mình được một điểm. Lần này ghi điểm nhưng lại bị đá mất rồi, một quỹ đạo ghi điểm nhưng anh lại bị đá bởi chính Wabi Sơ. Rất tiếc dành cho Sơn Minh, một sự nhập cuộc hơi sượng một tí. Vâng, quá dễ dàng với CBC đâu. Cơ hội cho Sinner có thêm 2 điểm ở hình bi này. Với một chiều cao tốt thì Sinner có thể tung ra một cú đánh A. Vâng, điểm dành cho Sinner 3 điểm. Đảo trắng nha. Không, đó là một cú đánh lăng nhưng không chính xác rồi. Rất tiếc cho CBC Guinea, đó là một cú đánh lăng mà ông đã không thể ghi điểm được, có lẽ là hơi thiếu phê một tí. Cách biệt là 6 điểm, điểm số đang nghiêng về Semisegina 7-1. Bây giờ là 1-7 lượt cơ của Sohun Min. Hình bị không thật sự quá thử thách với tay cờ nước chủ nhà, nhưng anh đã làm không tốt. Vâng, tạm thời ân xin lạc đề về việc lạc đề một chút để chuyển sang phần cập nhật các kết quả của những trận đấu của các cầu thủ nổi tiếng, các cầu thủ tên tuổi ở PBA Tour. Luffy Sennett đã vượt qua Antonio Montes với tỷ số là 3-0. Nguyễn Quốc Quyền để thua tay cờ nước chủ nhà với tỷ số là 1-3. Dương Anh Vũ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Cho Gia Đông. Cho Quân Huy giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Cha Minh Du giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Nguyễn Đức Anh Chiến để thua Park In-soo với tỷ số là 3-2. David Martinez đã bị loại bởi một tay cờ của nước chủ nhà Hàn Quốc. Martinez có một trận đấu với 2 trên 10 nhưng điểm trung bình là 1.263. Eddie Lepen giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Javier Parazon giành chiến thắng với tỷ số là 3-0.
Kim Min-woo để thua tỷ số là 2-3 trong một trận đấu mà anh có một perfect kill để mang về 10 triệu won. Yanya Sanchez để thua trước Hoàng Đốc Hy với tỷ số là 1-3. Nguyễn Huỳnh Phương Linh vượt qua tay cờ nước chủ nhà với tỷ số là 3-1. Birodima bị loại với tỷ số là 2-3 trước một tay cờ nước chủ nhà. Ferret Coron đã có một trận thua muối mặt với tỷ số là 0-3. Cha Nam Công giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Mà Minh Cẩm giành chiến thắng trước tay cờ chủ nhà với tỷ số là 3-0, một trận đấu chóng vánh với 59 phút. Chan Chapat bị loại với tỷ số là 2-3. David Zapata giành chiến thắng xích sao với tỷ số là 3-2 ở trong loạt penalty. Và đó là những trận đấu đáng chú ý nhất. Và bây giờ chúng ta quay lại với trận đấu của Semi Seguido và Soo Heung-min. Hai tay cờ có vẻ không muốn thắng ở set đấu đầu tiên này. 10 lượt cơ, nhưng Seguido chỉ mới có 8 điểm. Trước đây nhiều bạn xem PBA nói rằng là các tay cờ của UB đẳng cấp hơn rất nhiều. Chỉ cần vài lượt cơ là có thể đủ được một set rồi. Không, đó là một cái nhận định nó hơi bắt cầu. Vì thể thức thi đấu của hai tổ chức là khác nhau. Và chính vì thể thức thi đấu khác nhau nên nó tạo ra một cái sự khác nhau về mặt tâm lý khi nhập cuộc. Mỗi set đấu là một sự nhập cuộc khác nhau. Dẫn đến các tay cờ họ sẽ có khả năng ghi điểm là khác nhau trong từng set đấu. Một là họ sẽ cùng nhau tấn công để tạo ra một set đấu tốc hành. Hai sẽ là cùng nhau phòng ngự. Và phòng ngự theo kiểu là phòng ngự cực kỳ kỹ. Để tránh những cái trường hợp để hình bị múa. Và chúng ta thấy là bơi lượt cơ rồi. Tay cờ người thủ Semisaider chỉ mới có 8 điểm thôi. Và đây là điểm số thứ 9 thưa quý vị. Ra sân rồi. Và đây là cơ hội để cho Semisaider có thể tiến gần đến chiến thắng ngay set đấu đầu tiên, set đấu mà ông không có quyền đề ba. Để cập nhật thêm cho quý vị về các tay cờ của Việt Nam thì hiện nay đã có 3 tay cờ của Việt Nam giành quyền đi tiếp, đó là Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Mã Minh Cẩm và Dương Anh Vũ. Đó là 3 tay cờ đã quá quen thuộc ở đấu trường PBA. Hai trường hợp bị loại đó là Nguyễn Đức Anh Chiến, một tân binh. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm được cho Nguyễn Đức Anh Chiến, nhưng riêng trường hợp của Nguyễn Quốc Quyền, anh đã bị loại vào chiều ngày hôm nay. Thì trận đấu diễn ra cùng giờ với lại Dương Anh Vũ. Đó là hai trường hợp bị loại. Và cơ thủ cuối cùng của Việt Nam ở trong vòng 128 đang thi đấu đó chính là đó chính là cơ thủ Ngô Đình Nại. Các bạn cũng có thể xem trận đấu đó được trực tiếp trên các hệ thống kênh của PBA Việt Nam ở trên các nền tảng gồm Facebook, YouTube, TikTok và GG Live để quý vị tiện theo dõi. Đã có được 3 điểm dành cho CBC Gainer và nó mở ra một hình bi ngắn dài ngắn tương đối là dễ dàng với tay cờ người thổ. Không có điểm dành cho Semi Seguiner. Seguiner không nghĩ mình có thể bỏ lỡ điểm số vừa rồi sau khi ra cơ. Ông bắt đầu cầm cục lơ lên. Ôi, chúng ta hãy nhìn vào cục lơ của Seguiner kìa. Nó không phải là một cục lơ xịn. Nó là một cục lơ của Master, của hãng cơ của Mỹ. Một cục lơ câu lạc bộ thưa các bạn. Ôi trời ơi. Chúng ta có thể tin được không? Tại sao đó không phải là cục lơ của Predator, hay là một cục lơ của Tom, hay là một cục lơ của Kim Chi, hay là một cục lơ của những thương hiệu như Long Body, mà lại là một cục lơ với chất lượng câu lạc bộ. Ôi, quá bất ngờ. Điểm dành cho Soo Hyun Min.
Xin chào anh Nguyễn Nhân. Bác Coron đang quá tiết kiệm rồi thưa quý vị. À, xin lỗi quý vị, bác Seginer đang quá tiết kiệm rồi. Trời ơi, ký hợp đồng với lại PBA thì có khoản tiền lót tay không dưới 200.000 đô một năm. Mà bác lại dùng một cái cục lơ master thì cháu cũng chỉ biết câm nín nghe tiếng bác, nghe tiếng bác chơi bi da thôi. Vâng, xin chào anh Nguyễn Nhân cũng như là tất cả quý vị đang xem trực tiếp ở trên các nền tảng của PBA Việt Nam. Lực cơ thứ 12 thì các bạn. Vâng, điểm set point dành cho Semi Sagina.
Và bây giờ chúng ta đến với set đấu thứ hai. CBC Giner sẽ là người đề ba. Chúng ta chờ xem Giner sẽ giải quyết cái đạn này như thế nào. Bị đá rồi. Không có điểm dành cho tay cơ người thủ. Vâng. Son Heung-min sẽ làm gì với hình bi tiếp theo đây? Một hình bi Peter vàng chăng? Một pha xử lý xuất sắc của Seo Hyun-bin. Các tay cờ Hàn Quốc họ rất mạnh ở những cú đánh chạm băng trước. Lực cờ thứ hai của Seginer đã có điểm. Cú đánh 5 băng. Và nhúc nhích. Và ghi điểm rất may mắn của Seginer. Nếu như lực nhẹ hơn thì sẽ có một điểm chạm lúc lắc của Abi đỏ. Ôi, một pha sổ băng kìa. Pha sổ băng quá kinh dị của tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, trên màn hình của quý vị, đó chính là tay cờ người đồng hương Adnan Yücel. Vâng, điểm dành cho Seungmin Seginer, điểm số thứ ba. Liệu Seginer có đi vào vết xe đổ của Daniel Sanchez và Burak Nazikoglu hay không? Với những gì đang thể hiện, chúng ta có một chút niềm tin là điều đó sẽ không có xảy ra. Nhưng nếu như chúng ta lấy một cái chuyện lẽ tất nhiên là sẽ bị loại với những tay cờ lần đầu tiên tham dự PBA, thì đây là trận đấu chưa chắc để đảm bảo được Sinner sẽ có đi tiếp hay không dù thắng được set 1. Và set 2 chỉ mới là bắt đầu thôi. Như vậy là không có điểm số thứ 5 dành cho CBC.
Vẫn điểm dành cho Sigino 5-2. Vẫn là một set đấu nữa mà tay cờ người thủ dẫn điểm. Và thêm một điểm nữa dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ không có điểm số thứ ba dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Lượt cờ thứ ba dành cho Soo Hyun Min. Soo Hyun Min, khi chúng ta xem Soo Hyun Min ở PBT Blitz, anh có một lối chơi phong độ là cực kỳ ổn định. Nhưng ở trong trận đấu này, một sự mờ nhạt và gần như là vô hình trong lối đánh của Soo Hyun Min. Và điểm dành cho Soo Hyun Min. Cho xem có thêm điểm số thứ hai dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ, cho tay cờ nước chủ nhà hay không. Hai điểm rồi thưa quý vị, và xử lý tốt của Jordan mình. Đây là một pha xử lý rất đáng khen. Và bị vàng chỉ di chuyển được một khoảng rất ngắn thôi. Pha xử lý ở đẳng cấp thế giới của Seoul mình. Một cú đánh đầm bằng đỏ. Pha xử lý quá sai, sai hơn một trái bì thưa quý vị. Không có điểm dành cho Segina. Một pha thiếu lớn của Segina ở băng đầu tiên. Có lẽ là có lớn nhưng về lại không ngậm đủ ở băng thứ ba. Điểm số đang là 4-6. Tiếp tục là một set đấu diễn ra với một diễn biến chậm của cả hai cơ thủ.
Còn được cái thứ năm, Sagina đã có điểm. Nhưng hệ số hiệu suất ghi điểm của Sagina vẫn đang còn quá thấp. Xin nhắc lại với quý vị là thể thức thi đấu ở vòng 128 là các tay cơ nam sẽ thi đấu với 4 set đấu với 15 điểm, không giới hạn động lực cơ. Và nếu sau 4 set đấu các tay cơ có tỷ số hòa là 2 đều thì họ sẽ bước vào loạt penalty, hay còn gọi là loạt shootout theo định nghĩa của PBA. Ở loạt shootout thì hình bi đề 3 xuyên suốt trận đấu cũng sẽ được sử dụng cho hình bi penalty, và người được đề 3 ở set đấu đầu tiên của trận đấu sẽ là người được đề 3 ở loạt pen, và người đó có thể nhường hay là thực hiện hay không, cầu thủ đó có thể báo với trọng tài. Và đó là lợi thế nếu như đứng trước một thế bị đề 3 khó. Không có điểm dành cho CBC. Vâng, rồi mình đã đưa quả bi trắng chui vào khe hở. Điểm dành cho CBC gì nào, chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm này. Pha kéo có thể nói là bậc thầy của tay cờ của Thổ Nhĩ Kỳ, một tay cờ rất giỏi về những hình bi biểu diễn. Thì những cú kéo vừa rồi với Sagina thật sự là quá đơn giản, thưa các bạn. Tiếp tục là một điểm nữa dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm trung bình đang là 1.6. Và tỉa bóng đỏ rất đẹp, nhưng rất tiếc là quỹ đạo của vàng đã không đi đúng như ý đồ của Sinner. Và tỉa bóng có thể nói là mẫu mực. Và chúng ta được xem lại một lần nữa pha xử lý C có thể nói là siêu cấp của Sinner.
Còn điểm cho Soi Minh, một set đấu mà Soi Minh đang chơi quá thiếu ổn định. Điểm trung bình đã nói lên là phong độ quá thấp này của tay cờ đến từ nước chủ nhà. Không có điểm dành cho Soi Min. Một lối đánh có thể nói là vô hồn của tay cờ nước chủ nhà. Có lẽ là Soi Min đang hơi ngợp trước đối thủ của mình chăng? Một hình bi sườn cực kỳ ngon nghe. Điểm dành cho tay cờ của Thổ Nhĩ Kỳ. Không có hai điểm dành cho Segina. Chúng ta cần được xem lại ở một góc máy cận để chúng ta xem là cái hướng xử lý của Segina là như thế nào. Segina có vẻ rất hiểu qua vị trí của mình. Nhưng chỉ thiếu đi một xíu thôi là có được hai điểm nữa rồi. Ta có hai điểm dành cho Soo Hyun Liệu có thêm một điểm nữa dành cho Soo Hyun không? Có rồi. Điểm dành cho Soo Hyun 3 điểm. Cơ hội để rồi mình múa gậy múa thuận được không ta? Ôi múa thuận được mà dưng luôn, có bị chủ 35 đẩy một phát lên hơn 40 luôn. Chúng ta cùng xem lại ở góc máy này. Ôi đẩy một phát lên gần 50 luôn, dễ sợ thiệt.
quá đáng tiếc dành cho Soi Minh. Tám điểm rồi. Vâng, lần này thì Seoul Min không bỏ qua cơ hội 2 điểm. Một cú múa gậy tuyệt vời của Sơn mình. Điểm số đã được rút ngắn xuống, cách biệt chỉ còn 1 điểm thôi. Và cách biệt này coi như là ngang bằng nhau rồi. Không có điểm số tiếp theo dành cho Sơn mình, nhưng chắc chắn cũng sẽ là không dễ cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ số đang là 10-11, lượt cờ lại tiếp tục quay về với Seoul Min. Ừ, hai tay cờ đang giằng co nhau ở 2-3 lượt cờ vừa qua. Mình xin cập nhật về tỷ số của trận đấu giữa Golden Knight và tay cờ nước chủ nhà. Tỷ số đang là 1-1 sau 2 set. Và set đấu thứ hai thì điểm số đang là 26 nghiêng về tay cờ nước chủ nhà. Một cú đánh ghi điểm cực kỳ xuất sắc của CBC Gina. Một khoảng hở rất lớn của quả bi trắng với băng dài, nhưng Gina không cho phép quả bi chủ của mình lon qua khe đó. Lại là một cú A nữa. Vâng, chiến thắng ở set đấu thứ hai lại tiếp tục thuộc về Sugino. Người ta nói rằng là những tay cờ tân binh của PBA sẽ gặp khó với những cú đánh A băng. Nhưng hãy nhìn cách mà Sugino kết thúc set đấu này bằng 2 cú A. Những cú đánh của người Hàn Quốc nằm trong quan tài Việt Nam hồi chiều anh Dương Vũ Thắng, người quốc nguyện bị loại. Nguyễn Đức Anh Chiến cũng bị loại rồi. Điểm dành cho CBC Gina.
ra một thế bì có thể nói là khá sườn dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta cùng chờ xem quả bi trắng sẽ được chạy với quỹ đạo như thế nào. Trắng được đè rất mạnh vào sát dậu, một tình huống né đá tuyệt đối. À, thưa Hoàng Dương Lý, rất mong là anh cố gắng theo dõi lịch thi đấu ở trên kênh của PBA Việt Nam để nắm được cái lịch cũng như là cập nhật và tình hình diễn biến, vì mỗi lần trực tiếp em không thể nào thông tin đến từng người, đặt những câu hỏi liên quan lịch thi đấu và giờ giấc của từng người, nó phần nào ảnh hưởng đến phần bình luận, mong anh thông cảm. Vâng, điểm dành cho CBC Guinea. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm này. Sevilla đã hú hồn với pha ghi điểm vừa rồi. Có điểm số thứ tư không? Không có điểm số thứ tư dành cho CVC Guinea. Điểm dành cho Son Heung-min lượt cờ thứ hai của tay cờ nước chủ nhà. Anh đã để đối thủ có được hai chiến thắng và hai set đấu đầu tiên. Có lẽ tay cờ này cần phải tỉnh táo hơn, chiêm nghiệm một tí, thả lỏng cơ thể để quay trở lại với hình ảnh mà chúng ta vốn đã thấy Son Heung-min ở trong những giải đấu vừa qua, ở những mùa giải trước. Một số mình quá dơ nhẹ, một số mình mất hồn ở trong trận đấu này. Không có hai điểm dành cho Sigino. Sigino cũng đang rất chịu khó thực hiện những cú đánh múa. Không có điểm dành cho Sơn Minh. Giờ mới nhớ là Sơn Minh có biệt danh là Tự Long Hàn Quốc. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ Sơn Minh, chúng ta thấy anh tựa tựa hao hao giống như Tự Long. Hào hào thôi nha, chứ giống lắm thì cũng không thể giống lắm được. Không có điểm dành cho CBC Guinea.
cơ hội để cho Faker Soulmin có series. Đây là một hình bi với đẳng cấp, như Soulmin thì là sườn không thể bỏ lỡ được. Vâng, hai quả bi đang tạo ra một khoảng hở đủ để tạo ra một điểm trúng lớn. Nhưng vấn đề là chọn cho bi nào chạm đây. Và set đấu thứ hai thì set đấu thứ ba của trận đấu cố định này thì điểm số đang là 91 nghiêng về tay cờ nước chủ nhà. Và cũng kính thưa quý vị, đây cũng là loạt trận cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Điểm dành cho Sagina. Rất nhiều tay cờ mạnh đã bị loại ở loạt trận đầu tiên. Bironima của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị loại. Murat Nasikoglu cũng bị loại. Daniel Sanchez bị loại. David Martinez bị loại. Ferric Coron bị loại. Nguyễn Đức Anh Chiến bị loại. Nguyễn Quốc Nguyện bị loại. Và một sự thiếu vắng có thể nói là một màu sắc nổi bật của PBA, đó chính là tay cờ người Hy Lạp Philippos Katsidokostas. Tay cờ người Hy Lạp đã gặp vấn đề về sức khỏe và anh không thể tham dự ở tour đấu đầu tiên. Và nếu như có một cuộc tái ngộ giữa CBC Giner và Kasido Kostas thì đó là một cuộc tái ngộ có thể nói là tuyệt vời, mà chắc chắn là chúng ta sẽ được thưởng lãm một trận đấu hấp dẫn. Chúng ta mong ngày đó sớm diễn ra ở trong tương lai gần. Ít nhất cũng sẽ là một cuộc đối đầu giữa giữa Casio Costas và các tay cờ của Việt Nam như là Nguyễn Đức Anh Chiến, như là Dương Anh Vũ, và không thể thiếu đi cuộc đối đầu giữa Costas và Daniel Sanchez. Không có điểm dành cho Seguida. Chúng ta hãy dù quay về dù, thi đấu ở PBA với thể thức mới, và chúng ta thấy là điểm số trung bình của Sagina cũng không cao. Điều mà trước đây chúng ta luôn bắt cầu rằng là những tay cờ đẳng cấp như Sagina mà sang PBA thi đấu thì điểm trung bình là 2 chấm đổ lên. Thì bây giờ chuyện đó nó đã không thực sự đúng rồi. Ở trận set đấu đầu tiên, Sagina kết thúc set đấu với chỉ 1.2 thôi. Và thậm chí set đấu thứ hai cũng là điểm trung bình cũng rất thấp, không cao. Có điểm dành cho Soomin nữa hay không?
Điểm số thứ ba dành cho Soi Min. Cú đánh ghi hai điểm của Soymin và Soymin đã vươn lên dẫn điểm Segida ở set đấu thứ ba. Vâng, ngôi đình này đang hướng đến điểm set point ở set đấu thứ 3, nhưng không. Đây là cơ hội dành cho ngôi đình này ở set đấu thứ 3. Các bạn cũng có thể xem trận đấu của ngôi đình này ở sóng thứ hai trên kênh của PBA Việt Nam. Sáu điểm dành cho Seoul Bin. Và như vậy là Golden Knights đã giành chiến thắng ở set đấu thứ ba để vươn lên dẫn với tỷ số là 2-1. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xem trận đấu của Seguin và Seoul Bin. Liệu có điểm số thứ bảy nữa hay không? Vàng không cho Xôi mình có cơ hội ghi điểm số thứ bảy. Một pha xử lý năm bằng chế phê khá hay của Xôi mình. Và xử lý ngắn dài ngắn quá đẳng cấp. Chúng ta cùng xem lại và ghi điểm này. Và ghi điểm ở đẳng cấp rất cao của tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ hội để cho Sinner có thêm hai điểm, nhưng đây là một thình bi khó. Sau khi ghi điểm, Sinner tự gài cho mình một thình bi rất khó, thưa các bạn. Xuân Minh có dám chơi A băng vàng hay không? Nhưng hình này buộc A không trúng vẫn sẽ ra một thế bi có thể, nhiều khả năng sẽ là một thế bi khó dành cho tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ.
quả bị hơi trôi rồi, không có điểm dành cho CG đó. Cơ hội dành cho Soobin hướng đến cú đánh ghi 2 điểm. Và một set đấu tiếp tục diễn ra với rất nhiều lượt cơ nữa, thưa các bạn. Ở trận đấu của cơ thủ Mã Minh Cẩm diễn ra ở vòng đấu 128, trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua, thì anh Cẩm chỉ mất khoảng 59 phút để kết liễu đối thủ với 3 set đấu, giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Và điểm dành cho Son Min. Và chạm trái tốt. Điểm số thứ 3 dành cho Sơn mình. 11-7. Chưa dám chắc là Sơn mình có trở lại hay không. Nhưng đây là một lượt cơ mà Sơn mình cần thiết phải ghi thật nhiều điểm để gỡ gạc ở set đấu thứ 3 nếu như muốn nghĩ đến chiến thắng. Vì nếu để thua set đấu này thì Son Min sẽ làm khán giả và chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến phong độ của Son Min. Chúng ta quan tâm tay cơ này có giành chiến thắng ở set đấu này hay không thôi. Rồi, hai set đấu trước đó là một hai set đấu vô cùng mờ nhạt của tay cờ nước chủ nhà, không có điểm dành cho Son Min. Và cơ hội kiếm 2 điểm dành cho Seginer đây rồi. Cú đánh rất kinh nghiệm của Seginer, 91. Chúng ta cùng xem lại một cú A đỏ rất chất lượng này của tay cờ người Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm số là 9 cho Seginer và 11 cho Son Min. Và xử lý đảo trắng nha. Ôi cái lực kìa và cái FV kìa. Một cú đánh nhập hồn với Barbie màu vàng. Không biết là các bạn có thấy ân nói đúng hay không. Đây là một cú đánh mà đòi hỏi phải thấu cảm vào quả BC của mình rất nhiều. Chúng ta thấy là quả bi du đảo nhưng Seginer đã không sử dụng quá nhiều FV cho cú đánh đảo đó. Một pha xử lý FV cực hay. Có lẽ cú đánh đó thiên về điều trắng nhiều hơn. Có điểm dành cho Sayina. Ta cùng xem pha ghi điểm này của Sayina. Vẫn có đổi tia một tí.
Một cú đánh cô ba. Đi ngang không? Không đi ngang. 5 điểm dành cho Sagina và ông chỉ còn 3 điểm nữa thôi để có được chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Soymin. Soymin dường như có một lực cơ, có dấu hiệu sẽ trở lại ở trận đấu này. Nhưng có lẽ mọi thứ đang trở nên vô cùng muộn màng với series 5 này của CB Sagina. Ai đó mang cán vào khi xui mình ra thôi. Khoan, chúng ta chờ xem cái này có điểm hay không đã. Lỡ xui nên dứt cái 4 nữa thì series 5 này không còn ý nghĩa. Cơ hội để cho Soymin sớm chạm được đến điểm số thứ 15. Nhưng với hình bì này thì cơ hội đang trở nên nhỏ đi. Không có 2 điểm dành cho Soymin. Đỏ mà hở ra một tí. Vâng, một thế bi xương dành cho Seginer rồi. Và nếu hình bi này Seginer có một cảm giác gài sườn thì có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ở ngay trong lực cơ này của Seginer. Một pha xử lý má phải của quả bi trắng. Và cú đánh rất tự tin. Sagina không chủ động gài sườn. Một cú đánh đặt mục tiêu ghi điểm. Và một pha xử lý Siro ba băng con trắng. Vâng, điểm số thứ 14 và thưa quý vị, điểm match point dành cho CBCN ở ngay set đấu thứ ba. Không cần phải đến set đấu thứ tư hay là loạt fan. CBCN đã có được match point ở set đấu thứ ba luôn, thưa quý vị. Một hình bì chập đất trắng phải nói là siêu sườn dành cho Sigida, né đá tuyệt đối rồi và chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho Sigida. Một hình bì quá sườn và chúng ta hiếm khi thấy điểm match point lại dễ như vậy. Vâng, xin chúc mừng Sigida một chiến thắng 3-0, một Soymin trong một ngày thi đấu mà có thể nói là vô cùng nhợt nhạt, thưa quý vị. Và chúng ta cũng phải đánh giá một cách khách quan rằng là đây là trận đấu mà Sagina thật sự